Như vậy là trận bán kết lượt về Carabao Cup giữa Manchester United và Nottingham Forest đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà và tổng tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận được gọi là bàn tay nhỏ. Rõ ràng, cách biệt quá lớn sau trận lượt đi khiến các vị khách không thể lật kèo tại Old Trafford, qua đó nhường tấm vé vào chung kết giải đấu cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Trước khi đến với nội dung chính của phần bình luận sau trận đấu, xin mời quý vị và các bạn đăng ký theo dõi kênh mới Vũ trụ United của chúng tôi thông qua đường link gắn phía dưới hoặc quét mã QR đang hiển thị trên màn hình. Đây là địa chỉ mới giúp người hâm mộ Quỷ Đỏ có thêm những phút giây giải trí cùng Random Football. Ngay trước giờ bóng lăn, có lẽ vì cảm thấy khó xử nếu đánh bại đội bóng cũ Manchester United, nên Lingardinho đã giả vờ chấn thương nhằm không xuất hiện trong đội hình thi đấu. Tuy nhiên, Nottingham Forest vẫn ra quân với những nhân tố mạnh nhất có thể, ngoại trừ tân binh Felipe đến từ vùng đất giữ Atlético Madrid. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn rất tôn trọng đối thủ từng thua họ 3 bàn trắng sau trận lượt đi. Ngoài Marcus Rashford và David De Gea tạm ngồi ngoài, Man United tung ra hầu hết các trụ cột như Rafael Varane, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Luke Shaw hay Casemiro. Bên cạnh đó, người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng chào đón sự trở lại của Jadon Sancho và Anthony Martial, người mới bình phục chấn thương, mặc dù hai cầu thủ này đều chỉ có tên trong danh sách dự bị. Bước vào trận đấu, có thể thấy Man United không quá hung hăng dù họ vẫn chủ động kiểm soát bóng. Sự tẻ nhạt là điều dễ nhận biết trong khoảng nửa giờ đồng hồ đầu tiên bóng lăn tại Old Trafford. Cho đến mãi 5 phút cuối hiệp 1, Nottingham Forest có cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Còn đội chủ nhà cũng suýt mở tỷ số với cú đánh đầu đập cột dọc của Bobo trước khi trọng tài cho hai đội ra sân tạm nghỉ. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này, các ống kính máy quay đã chiếu đến khu vực của báo tử đầu Marcel Sabitzer trên khán đài, người không kịp tham dự cùng các đồng đội mới vì chưa thể xin visa lao động. Tuy nhiên, tiền vệ người Áo sẽ có cơ hội xuất hiện trước toàn thể người hâm mộ Quỷ Đỏ trong vài ngày tới khi Man United tái đụng độ Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu bị vỡ vụn bởi những tình huống phạm lỗi và việc trọng tài bỏ qua một quả phạt đền 10-10 dành cho Man United sau tình huống Bobo bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy không cần ghi bàn, nhưng Man United vẫn nhận ra họ cần phải thay đổi thế trận. Và đó là lý do Rashford, Martial và Sancho đồng loạt vào sân ở phút 62 nhằm tìm kiếm một sự mới mẻ trên hàng tấn công. Gần như ngay lập tức, những cầu thủ mới vào sân đã cùng nhau phối hợp trong bàn thắng mở tỷ số. Martial là người điền tên lên bảng điện tử sau cú đá tương đối dễ dàng trong vòng cấm địa. Ít lâu sau, đến lượt Fred thậm chí còn sử dụng hạ bộ để đóng hòm trận đấu. Thắng quá dễ dàng, Man United bước vào chung kết Carabao Cup gặp Newcastle United, trong khi cũng tạo ra chuỗi 12 trận thắng liên tiếp, điều họ mới lần đầu làm được kể từ năm 2011, thời điểm Sir Alex Ferguson cùng các học trò vô địch nước Anh lần thứ 19. Còn đối với Nottingham Forest, rõ ràng là họ nên nghĩ về việc trụ hạng ở mùa giải năm nay thay vì nhắm đến một danh hiệu. Bây giờ là một vài phát biểu chớp nhoáng trên truyền thông. Huấn luyện viên Erik ten Hag không quá vui vẻ trong hiệp 1, nhưng ông cũng động viên các học trò và hướng tới trận chung kết vào cuối tháng. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ trên Sky Sport Football như sau. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ mình nên uống vài ly cà phê khi theo dõi 45 phút đầu tiên. Chúng tôi chơi ổn nhưng nhịp độ quá chậm, cơ hội thì chẳng có, trong khi họ lại suýt chút nữa đã ghi bàn và rõ ràng United không nên để điều đó xảy ra. Tôi nghĩ Nottingham chơi tốt, phòng thủ chặt chẽ, hiệp 2 diễn ra tốt hơn với nhịp độ được đẩy lên trông thấy và tôi nghĩ các cầu thủ đã ghi được một số bàn thắng đẹp. United bây giờ có một đội hình đẹp và chúng tôi phải đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn nữa. Nếu không đạt được những tiêu chuẩn đó, chúng tôi sẽ không hài lòng. United đang rất mong đợi được đối đầu với Newcastle tại Wembley. Đó sẽ là một trận chung kết tuyệt vời, nhưng giờ nó đang ở xa và Crystal Palace là nạn nhân tiếp theo cần được xử lý. Về việc đưa Jadon Sancho vào trung lộ thay vì ngoài biên, huấn luyện viên Erik ten Hag đã tiết lộ tương đối thú vị. Ông nói, theo phân tích từ đội ngũ huấn luyện, chúng tôi biết Jadon có thể chơi ở vị trí số 10 và tiền vệ cánh. Bạn biết đấy, tôi rất thích linh hoạt vị trí của các cầu thủ
và điều này giúp tôi pha trộn vai trò các cầu thủ một cách thường xuyên trên sân. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ phải nhắc đến Bruno Fernandes, người tiếp tục chơi trọn vẹn 90 phút và thể hiện độ dẻo dai đến khó tin trên sân. Trận này, tiền vệ sinh năm 1994 không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng đóng vai trò tối quan trọng trong việc kết nối và tạo điểm nhấn cho phong cách của Man United. Thậm chí, cầu thủ này còn nhường vị trí cho Sancho để dạt ra cánh đảm nhận công việc mà Anthony bỏ lại. Quả thực, chúng tôi cũng không biết giải thích thế nào về nền tảng thể lực quá khủng khiếp của Bruno Fernandes. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã trải qua tổng cộng 2.603 phút thi đấu và đương nhiên là dẫn đầu về thời gian ra sân, chấp luôn cả thủ môn David De Gea nếu xét đến tỷ lệ trung bình trên trận. Nhưng dĩ nhiên là chẳng ai thông minh lại đi so sánh giữa một người gác đền với một cầu thủ chạy hùng hục suốt 90 phút. Khi được cánh phóng viên hỏi về quả vẩy má ngoài nghệ cả củ trong hiệp 1, Bruno Fernandes hào hứng chia sẻ. Anh nói, tôi học kỹ thuật này từ Quaresma, một giáo sư vĩ đại ở Bồ Đào Nha. Chắc các anh cũng biết vì anh ấy từng chơi cho Chelsea mà. Bạn phải học hỏi từ các cầu thủ, kể cả là các mánh khóe, tiểu xảo, và sau đó áp dụng chúng vào trận đấu. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu. Thứ nhất, Garnacho có tiềm năng lớn nhưng cần cải thiện theo thời gian. Hôm nay, tiền đạo người Argentina được trao cơ hội trong 62 phút đầu tiên. Ấn tượng ở đây là các pha dắt bóng kỹ thuật và tốc độ, trong khi anh cũng tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm. Nhưng nhìn chung, Garnacho vẫn phải tự nhìn lại mình khi sự hiệu quả chỉ trên mức trung bình. Có vẻ như tâm lý của cầu thủ này đang bất ổn trong bối cảnh hợp đồng giữa anh và Man United gặp trục trặc hoặc là một điều gì đó bí ẩn. Gặp Nottingham Forest là cơ hội quá tốt để Garnacho để lại dấu ấn. Tiếc rằng anh đã phung phí hơn 1 giờ đồng hồ và phải rời sân để nhường chỗ cho chủ công Marcus Rashford. Tuy vậy, chúng ta cũng nên thông cảm cho chàng trai năm nay mới chỉ 18 tuổi. Thời gian đối với Garnacho vẫn còn nhiều, miễn là anh chịu khó học hỏi và tập luyện thì sớm muộn sẽ thành công. Giống như câu có công mài sắt, có ngày nên kim. Thứ hai, Wan-Bissaka đã lột xác hoàn toàn. Đối với hậu vệ sinh năm 1997, anh đã khoác áo số 2 trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất. Nguyên nhân là áo chính hãng mà còn thua cả hàng pha kè của Random Shock. Tuy nhiên, điều đó không làm lu mờ đi màn trình diễn khiến người xem hài lòng. Wan-Bissaka chơi tự tin, tâm lý thoải mái và trở thành con hàng tiềm ẩn mối nguy cho Diogo Dalot, người đang phải dưỡng thương dài hạn. Wan-Bissaka chưa thực sự làm tốt ở khâu hỗ trợ tấn công, vì trước nay anh không được đánh giá cao về điều đó. Nhưng chẳng sao, khi Man United cần phòng ngự hoặc ít nhất là chắc chắn một cánh, họ vẫn có Wan-Bissaka đang tìm lại phong độ sau thời gian đầu mùa tưởng chừng sẽ phải ra đi. Sự lì lợm trong ánh mắt, sự kiên nhẫn trong thái độ và sự ngoan hiền trong tính cách giờ đã giúp anh phần nào chiếm được lòng tin từ ông thầy Erik ten Hag. Thứ ba, Bruno Fernandes đang khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ phát cuồng. Trong cả trận đấu, chúng tôi đếm không biết bao nhiêu lần khán giả trên sân Old Trafford hô vang tên của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Sự đa năng giúp Bruno Fernandes được tin tưởng giao phó những trọng trách nặng nề và anh thực sự đã làm rất tốt. Trong bối cảnh Sancho mới trở lại và không có sở trường chơi bám biên phải, Bruno sẵn sàng dạt ra ngoài để giúp người đàn em đứng ở trung lộ làm bóng. Nói không ngoa, Bruno Fernandes là cầu thủ đẳng cấp nhất của Man United vào lúc này, bên cạnh Casemiro, Rafael Varane và Marcus Rashford. Ở tuổi 29, chúng ta vẫn thấy tiềm năng phát triển bên trong ngôi sao người Bồ Đào Nha. Năm xưa, Xavi chỉ bắt đầu được nhớ đến từ tuổi 28 dưới thời của Pep Guardiola, thì chẳng có lý gì bây giờ Bruno Fernandes không thể làm điều tương tự dưới thời của Erik ten Hag. Thứ tư, Casemiro dường như không có trận đấu tệ. Quả đúng là Real Madrid đã phóng hổ quy sơn khi để Casemiro đến một giải đấu hoàn hảo cho phẩm chất của anh. Va chạm, tắc bóng, tranh chấp, cãi vã, tất cả những điều đó đang làm nên một con quái vật ở khu vực giữa sân tại Old Trafford. Tiền vệ người Brazil ở tuổi 30 trông giống như một cầu thủ vẫn còn khao khát tuổi học trò. Và không bất ngờ nếu Casemiro có thể đóng góp cho Quỷ Đỏ thêm nhiều năm nữa. Thứ năm, Sancho và Lindelof được thử nghiệm trong những vai trò mới.
Có lẽ huấn luyện viên Erik ten Hag đang muốn liệu cơm gắp mắm khi đưa Sancho vào chơi như một tiền vệ công trong sơ đồ 4-3-3. Còn Victor Lindelof thậm chí đóng vai trò mỏ neo khi Casemiro rời sân. Tất nhiên, Nottingham trong tình cảnh thua đến 5 bàn thì có lý do để nói rằng nhà cầm quân người Hà Lan thừa giấy vẽ voi. Nhưng ít nhiều thì đó cũng là những thử nghiệm tốt cho giai đoạn 2 của mùa giải năm nay. Sẽ rất khó để Lindelof xuất phát với vai trò lùi sâu ở hàng tiền vệ. Nhưng Sancho thì có nhiều khả năng được tiếp tục chám vào vị trí của Bruno, bởi cánh phải vẫn là nơi mà chỉ duy nhất Anthony đảm nhiệm nếu loại trừ Bruno thay thế bất đắc dĩ. Những thử nghiệm của Erik ten Hag cần thời gian để kiểm chứng, mặc dù sẽ không bất ngờ nếu có một ngày chúng ta được chứng kiến những tình huống như Lisandro Martinez xuất hiện trên hàng tiền vệ. Thứ 6, Man United đứng trước cơ hội thay đổi lịch sử. Vâng, đã hơn nửa thập kỷ rồi mà đội chủ sân Old Trafford chưa thể vô địch dù chỉ là một giải đấu nhỏ như Carabao Cup. Trong mùa giải 2020-21, phải nói rằng họ đã đen đủi khi không lên ngôi ở Europa League. Nhưng quá khứ thì không quyết định tương lai, mà chính bản thân các cầu thủ phải tự đưa ra phán quyết cho số phận của mình. Và bây giờ, đã đến lúc họ tự thay đổi lịch sử u ám trong nhiều năm trở lại đây. Đụng độ Newcastle United quả thực là không dễ vào thời điểm này, nhưng Man United nhìn chung vẫn được đánh giá cao hơn. Lần gần nhất họ đụng độ trong một trận chung kết có lẽ là năm 1999, khi Quỷ Đỏ ăn 3 và hạ chích chòe ở FA Cup cũng trên sân Wembley. Bây giờ, với sự cải thiện lớn sau trận hòa hồi đầu mùa, rõ ràng không có lý do gì để run sợ và Man United cần chiến thắng để tự thay đổi cái dớp thất bại đã theo họ suốt hơn 5 năm qua. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!